ra đi con nhớ gì lòng mà. Nhà ta nghèo mà luôn chân chân dân gia xưa thủy chung chờ mong, dù cho chồng làm xa rất xa con nhớ nên chân câu dèm pha. Mẹ, mẹ ơi đêm vui sao lòng con lạnh quá, bởi vì sáng ngày mai đây con xuất giá theo chồng. Dạ con trong lúc xa quê về làm dấu khéo kẹo mẹ chồng chê, dẫu gian nan cũng không hề quán ngại. Em thấy rồi anh Sơn Quế. Số đoàn cái kênh anh là 1962 hả? Anh Tân Phụng, Bình Định kênh anh. Thu về bài nữ này chị gái ơi. Con hai năm yên trong vòng tay mẹ một lần này thôi rồi lặng lẽ theo chồng. Chỉ còn đêm nay ôm ấp trong lòng. Về khuya tâm hồn tê bước, mai con đi rồi mẹ vuốt tóc cho ơi. Ơi heo dáng gầy đơn côi, tiếng con đi rồi vắng nhà từ đây, cô đơn với niềm đắng cay. Chị Nam Anh Nguyễn. Con ơi chăm suối đổ ra sông, chăm sông đổ về biển cả. Cho dù cuộc đời vất vả nhưng gái lớn lên phải ra theo chồng. Làm gì mà khác nói chứ. Bởi nghiện.
dù nhớ dù thương mẹ cùng cam lòng. Con vẫn biết theo chồng là mẹ khổ, như sống như vậy càng đau khổ nhiều hơn. Thôi thì đành chấp nhận phải mang hơn, mong mẹ thương tha cho những lần hờn dỗi. Bồi hồi suốt đông, mai con đi rồi còn gì nữa để mong. Về bên ấy phải thương chồng cho tiền con đi sâu lắng thâm tình. Dù quê con bé chớm nhìn hình cha gian mẹ nghĩa tình sống thân. Hiện nay con sống một lần, mai về xứ lạ tây gần mà xa. Hay quá chị gái Nam Nguyễn, em cảm ơn chị nha. Bên chị ban ngày hả? Bên em giờ là 5:39 rồi. Rồi cảm ơn cả nhà yêu cô Vũ cho em với chị gái Nam Nguyễn nha.